Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 50 đồng token Teradot. Một số thông tin về đồng token này, số token phát hành là 10 tỷ triệu, đã có 647 tài khoản holder và phát sinh 1551 lượt giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net này. Nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn xem check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví Betamax hoặc ví chuột Alex của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ký hiệu TEZ số token 18, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2, cái link rất gọn đây nhé, để nhận token. Rồi, các bạn kéo sắp phần bên dưới này. Chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 107 ngày nữa và được delete sang lên sàn và có giá nhé. Bạn có điều kiện thì hãy bỏ số vốn nhỏ ra 0,01 BLB mua cái đồng token này để hold tích trữ lâu dài. Ở đây thì cũng tập sự với các bạn nha, mình sử dụng rất nhiều ví, chờ cho cơ hội ít nhiều lần dài để khoảng từ sau thôi. Tất cả là vì tương lai coin. Rồi thì mình sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví nhá, thì các bạn quay trở lại website Claim ở đó thứ nhất này. Đó. Đây, các bạn nhấp vào đây, các bạn quay trở lại cái website Teradot thì các bạn nhấp Claim này nhé, nhấp tiếp theo, nhấp kết nối. Rồi ký ga là 0,000604 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình này. Rồi giao dịch đang được xử lý nhá. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net nhé, để cập nhật những dự án miễn phí, phần thưởng token mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký luôn để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách nhận được 50 đồng token Teradot. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.